Xin chào các bạn. Hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ đến các bạn một cái video nói về những cái kiến thức đầu tư bất động sản A bậc cờ. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn năm cái chiến lược đầu tư hiệu quả. Đấy, năm cái chiến lược đầu tư hiệu quả. Tất nhiên đây là những cái video về kiến thức đầu tư bất động sản A bậc cờ thì nó sẽ cơ bản là một phần nào đó để các bạn có thể gợi ý cho các bạn những cái thông điệp để các bạn có thể tìm hiểu đầu tư. Còn các bạn muốn biết sâu hơn, nhiều hơn, kỹ hơn và mình được chỉ trực tiếp hơn thì các bạn có thể vào cái lớp code chuyên sâu của mình. Hoặc các bạn chưa có thời gian này, các bạn có thể đăng ký cái gói order hoặc cũng có thể mua cái bộ video về kiến thức đầu tư. Bộ cơ bản thì là 5 video và bộ cơ lớn cao là 15 video để các bạn có thể đăng ký để tải cái bộ video đó về các bạn học. Chắc chắn là cũng sẽ giúp một phần nào trong cái việc xây dựng chiến lược đầu tư, kế hoạch đầu tư, và chắc chắn nó sẽ giúp các bạn lợi nhuận nhiều hơn một chút, tối ưu hơn một chút. Và quay trở lại ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn năm cái chiến lược đầu tư hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay. Và có người thì sẽ đầu tư theo hướng này, có người đầu tư theo hướng kia kia nó còn phụ thuộc vào sở thích, kiến thức, trải nghiệm, đúng không ạ, vân vân, có rất nhiều yếu tố. Nhưng mà năm chiến lược này các bạn đã tham khảo chắc chắn nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho các bạn rất tốt. Và chiến lược đầu tiên các bạn đi đầu tư đó là hãy đầu tư theo hạ tầng giao thông, đúng không ạ, điện đường, trường trạm. Thì chúng ta đầu tư theo cái điều thứ hai là cái đường. Đường đến đâu dự án đến đó, đường đến đâu dân đến đó, đường đến đâu tiền đến đó. Thì các bạn đầu tư theo hạ tầng giao thông chính là các bạn đi đón tiền, đi đón công năng sử dụng, đi đón công ăn việc làm. Thế đây người ta gọi là đi trước đón đầu. Vậy thì đường thì nó có 3 kiểu. Một là chuẩn bị quy hoạch, chuẩn bị làm xong. Thì ba cái thời điểm đấy nó sẽ tạo ra ba cái đơn giá khác nhau. Tiên phong thì giá rẻ, đang triển khai thì giá lên rồi, đã triển khai xong thì đánh vào giá dòng tiền, nó hiện rõ như ban ngày rồi. Cái điểm đầu tiên đó chính là đầu tư theo hạ tầng giao thông. Các bạn muốn đầu tư theo hiệu ứng này cũng rất là tốt. Và để làm được theo điều này thì các bạn nên có những cái bản kế hoạch sử dụng đất. Các bạn biết bản phân tích về nó, các bạn biết đọc cái con đường nào nó sẽ làm và hướng đi như thế nào. Đấy thì các bạn sẽ biết, đấy gọi là đầu tư theo hạ tầng giao thông. Cái điểm thứ hai là đầu tư theo hiệu ứng thay tên. Nghĩa là các bạn nhìn thấy rất nhiều nơi, ví dụ như Hạ Long là trước gọi là có Hoành Bồ sáp nhập vào Hạ Long thì gọi là thay tên, được cưới về với đại gia. Và thứ hai là thị xã lên thành phố, huyện lên thị trấn, thị trấn lên thị xã. Từ thành phố loại 2 lên loại 1, từ thị xã lên thành phố, từ thành phố bình thường lên thành phố trực thuộc trung ương. Đấy thì các bạn sẽ phải tìm xem những cái địa phương nào họ đang làm cái việc thay tên đó. Thì ở đó nó sẽ có một cái giá trị là gì? Thứ nhất có nhiều sóng, thứ hai có nhiều dự án. Có nghĩa là giống như đơn giản như các bạn này, học sinh trung bình nên học sinh khá, thì các bạn phải có những cái điểm chỉ số học lực và hạnh kiểm tốt, đúng không? Và từ học sinh khá lên học sinh giỏi thì cũng lại một cái chỉ số khác, nó phải nâng cao lên. Thế thì đời sống người dân, cơ sở vật chất, hạ tầng, đúng không ạ, kiến trúc thượng tầng, rồi thu nhập đầu quân bình người, rồi nghèo, người nghèo sẽ giảm đi, vân vân, rất nhiều chỉ số ở đó thì sẽ được nâng lên. Đấy thì ý nó là như vậy, nên là bạn tìm được như vậy thì nó có tiềm năng phát triển. Nếu có tiềm năng phát triển làm sao mà nó lên được, đúng không ạ? Nhưng tránh trường hợp đầu tư vào những khu vực mà nó thành phố nó lên nhưng mà là trở thành một thành phố già thì chúng ta cũng không nên đầu tư. Để chuyện đấy là bạn đầu tư theo hiệu ứng thay tên. Cái chiến lược thứ ba là đầu tư theo ngón tay vàng, đúng không ạ, hiệu ngón tay vàng. Đó là đầu tư theo những cái dự án lớn, chủ đầu tư lớn như khu đô thị, khu công nghiệp. Các bạn chắc là đầu tư cái này thì không còn lạ lẫm gì rồi. Và ở Việt Nam thì chỉ có cái đầu tư theo 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 Vin là cái mạnh nhất, đúng không, cái to nhất, đúng không, lớn nhất, đúng không, tạo ra cái sóng to nhất, đúng không. Thì đấy là một cái, thì nó cũng giống như hạ tầng giao thông ấy, là nghiên cứu quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, triển khai quy hoạch, bán hàng và sử dụng. Thì đấy là có 4-5 cái giai đoạn đấy, thì mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có một cái sóng khác nhau, một cái giai đoạn nó sẽ đơn giá khác nhau. Và nhiều trường hợp thì nó còn đang cái kiểu là nó chưa có nhưng mà nó đã bị đánh sóng, nó bị thổi sóng ở bên cạnh. Thì cái hiệu ứng ngón tay vàng này nó sẽ làm cho các bạn tăng lợi nhuận rất nhanh. Nhưng chúng ta phải biết được về là cái hành vi ấy, gọi là cái khẩu vị và cái chiến lược, cái quân cờ của những cái chủ đầu tư đấy lớn đấy đi như thế nào thì các bạn mới đoán được ra ý đồ của họ. Và nếu các bạn không đoán ra ý đồ thì các bạn đầu tư như này nó sẽ rất khó. Ví dụ khu công nghiệp thì thường nó phải 3 đến 5 năm để triển khai 100 cái khu công nghiệp, bắt đầu từ lúc nó xây dựng đấy.
kêu gọi nhà đầu tư được. Thế nhưng mà chủ đầu tư làm công nghiệp thì mỗi cái khác nhau, V-Ship nó lại khác nhau, V-Ship khác nha, Becamex khác nha, Sonadeji khác nha, Vigra khác nha, Kinh Bắc khác nha, đúng không ạ, Yên Mỹ Hòa Phát khác nha. Đấy, có rất nhiều những cái chủ đầu tư làm với bất động sản công nghiệp tân tạo khác nha. Đấy thì chúng ta sẽ đưa được ra cái chiến lược là à, cái ông lớn này làm, ông này có làm tốt không, để chúng ta đoán được cái giai đoạn nó sẽ làm như thế nào nhé. Đấy gọi là chiến lược đầu tư theo ngón tay vàng, hiệu ứng chủ đầu tư lớn. Và cái thứ tư đó là đầu tư vào chỗ người dân giàu. Chúng ta thường hay nói câu miệng chơi với nhau, muốn kiếm tiền hãy đến chỗ người giàu mà kiếm tiền, hãy kiếm đến chỗ tiêu tiền mà tiêu kiếm tiền, đúng. Thế thì đến những chỗ người giàu để tiêu tiền thì chúng ta phải biết chỗ nào là người giàu. Ví dụ như những làng nghề cũng rất là giàu, ví dụ như là thành phố đương nhiên rồi, thành phố chúng ta đầu tư nội đô, đầu tư nhà phố, đúng không. Thứ hai nữa là cũng có cái chỗ này là người giàu nhưng mà lại không đầu tư được đó, những dự án thành phẩm. Và nếu chúng ta không hiểu, không biết về điều đó thì chúng ta chỉ chôn tiền ở đó. Nó vẫn sẽ là có một cái thị trường ngách cho các bạn, cho nên mình cố vấn rất nhiều người đầu tư cái hàng thành phẩm ấy, nhưng mà phải biết chọn đúng điểm và có kế hoạch phù hợp. Cho nên nhiều ông lướt sóng ngành cư dân nào vỡ mộng, bởi vì ở đấy rất nhiều người giàu. Nhưng mà cái giá mà chủ đầu tư ra ngay lúc đầu ấy là cái giá của 2, 3 năm sau, 5 năm sau rồi. Chưa nói đến tốc độ dân sinh về đấy có đông hay không, kinh doanh có ở hay không, phủ đầy hay không, đúng không? Đấy cũng vẫn là người giàu nhưng nó vẫn chết bình thường. Cho nên là các bạn muốn biết về điều này các bạn phải hiểu thật kỹ, còn không các bạn order mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về phần này. Và các bạn vào lớp coach chuyên sâu được, bạn sẽ được biết về phần này. Đấy thì gọi là đầu tư chỗ người giàu, người dân giàu có thì nó đúng nhưng mà không phải là tất cả. Đúng nhưng chưa phải tất cả. Đấy. Đấy, chúng ta phải chú ý cái trường hợp này nhé, cái chiến lược này nhé. Và cái chiến lược cuối cùng đó là đầu tư vào chỗ có nhiều công ăn việc làm. Tất nhiên rồi, thành phố thủ đô, những trung tâm kinh tế lớn thì tất nhiên nhiều công ăn việc làm rồi. Thì cái đó thì chúng ta phải biết chọn dạng bất động sản mà phân khúc đầu tư, đúng không ạ? Và cái mục đích đích đến của mình đó là xây dựng cái kế hoạch. Có rất nhiều những cái video trước mình nói về cái kế hoạch đầu tư thì các bạn phải hiểu về kế hoạch đầu tư. Còn nếu các bạn không hiểu kế hoạch đầu tư, các bạn không biết đi về đâu, không biết làm thế nào, không biết điểm phương tiện gì, rủi ro của mình là gì, thời gian là bao lâu, chúng ta mất bao nhiêu tiền để đi cái đó. Ví dụ chúng ta đi xe máy nhưng mà mất đổ tiền xăng nó ít, nhưng mà chúng ta đi ô tô nó ngon hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn, thì chúng ta phải mất nhiều tiền xăng hơn, chúng ta mất phí cầu đường nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta phải có kế hoạch đầu tư để chúng ta biết được à, nếu đầu tư vào chỗ nhiều công ăn việc làm thì kế hoạch chúng ta, mục tiêu chúng ta mua là gì, còn sự rủi ro phân khúc dạng bất động sản là gì. Đấy thì chúng ta phải điều điều đó, được chưa? Thế nên đây là năm cái hiệu ứng, năm cái chiến lược đầu tư hiệu quả nhất mà mình thấy bản thân mình đã dùng cả năm rồi, thì mình chia sẻ đến cho các bạn. Tất nhiên các bạn có những người sở thích cái này, có những người sở thích cái khác, có những người kiến thức cái này, có những người kiến thức cái khác, thì tùy các bạn lựa chọn cái nào cũng được. Mình chỉ chúc các bạn sẽ đầu tư an toàn, thắng lợi, có lợi nhuận và đặc biệt là an nhàn thư thái thôi. Và đặc biệt vào các bạn muốn biết thêm về những cái kiến thức đầu tư thì các bạn có thể vào các lớp coaching chuyên sâu của mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hoặc các bạn có thể tải cái bộ đi video về kiến thức đầu tư, đúng không? Học kiến thức đầu tư là có bộ cơ bản là 5 video 3 5 video và bộ lương cao thì có 15 video. Đấy thì các bạn có thể tìm hiểu rồi đó. Còn ngoài ra các cái khu vực thì sẽ có những cái bản phân tích về đó, bản phân tích bằng video, bản phân tích về bản giấy, các bạn làm combo đấy cũng rất là hiệu quả. Đấy thì đây trên đây này, trong cái kiến thức đầu tư ABC này thì mình sẽ chia sẻ cơ bản là như vậy, là các bạn sẽ sử dụng được. Xin chúc tất cả các bạn đầu tư thành công. Và các bạn cần hỏi điều gì thì comment bên dưới, và các bạn thấy cái điều này hay hãy like share cho những người bạn của mình. Đó là một cái việc làm từ thiện cho các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.